Ukraine đón nhận hai chiến thắng lớn ở châu Âu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Mỹ bất ngờ điện đàm về Ukraine. Lộ tin Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm đối với các nhà thầu quân sự triển khai ở Ukraine. Ukraine nêu chi tiết cuộc tấn công vào căn cứ Nga. Kính thưa quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với bản tin tổng hợp kênh YouTube của Báo Hà Tĩnh. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày được chúng tôi tổng hợp và cập nhật liên tục. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, khoảng 210 tỷ euro, tương đương 224 tỷ đô la Mỹ, tài sản của Nga đã bị đóng băng ở EU, chủ yếu ở Bỉ. Vào tháng 5 vừa qua, Brussels đã đồng ý sử dụng lợi nhuận thu được để mua vũ khí cho Kiev. Thông báo rằng Ukraine có thể nhận được số tiền thu được từ các quỹ bị đóng băng của Nga, được đưa ra trong một tuần thuận lợi đối với Ukraine khi nước này đã chính thức bắt đầu quá trình gia nhập EU. Tuy nhiên, Hungary là đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở EU, đã ngăn chặn động thái này cùng với các quyết định khác của Brussels có liên quan đến việc trang bị vũ khí cho Kiev chống lại Nga. Cựu Ngoại trưởng Hungary nói với Newsweek rằng động thái của EU nhằm vượt qua quyền phủ quyết của Hungary trong việc viện trợ cho Ukraine đã cho thấy sự thiếu kiên nhẫn của Brussels đối với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và ảnh hưởng ngày càng suy yếu của ông trong việc vận động hành lang cho Nga. Mặc dù vậy, EU đã nghĩ ra một giải pháp pháp lý khi người đứng đầu khối, ông Joseph Borrell, nói với tờ Financial Times của Anh rằng vì Budapest đã bỏ phiếu trắng khỏi một thỏa thuận trước đó của EU, nên nước này không nên tham gia vào việc trao số tiền thu được từ các quỹ bị đóng băng cho Kiev. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary từ năm 2009 đến 2010, Peter Balazs nói với Newsweek rằng phần lớn các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã chán ngấy chiến thuật phủ quyết của ông Orbán trong nhiều trường hợp và Bộ trưởng Ngoại giao của ông ấy. Giáo sư danh dự tại Đại học Trung Âu CEU ở Budapest, Balazs cho biết điều đáng chú ý là vào tháng 12 năm ngoái, tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu, các quốc gia thành viên EU khác đã mời Thủ tướng Orbán đi uống cà phê trong quá trình bỏ phiếu về các cuộc đàm phán gia nhập EU của Kiev. Ông Balazs nói, trong ngoại giao, chúng tôi gọi đó là sự bỏ phiếu trắng mang tính xây dựng. Bạn không ngăn cản người khác hành động, nhưng bạn không tham gia vào quyết định và bạn không có nghĩa vụ về mặt đó. Hungary ban đầu cũng phản đối việc Thụy Điển trở thành thành viên NATO, cũng như việc đề cử Tổng thư ký mới là ông Mark Rutter. Ông Balazs nói rằng ông Orbán từng là nhân vật chủ chốt, đại diện cho lợi ích của Nga trong toàn bộ cộng đồng xuyên Đại Tây Dương, NATO và EU. Giờ đây, các thành viên khác đã tìm ra một số kỹ thuật để cô lập điều đó và hành động mà không có ông Orbán và nội các của ông. Nhà ngoại giao trưởng của EU, ông Joseph Borrell cho biết khoản lợi nhuận bất ngờ 1,4 tỷ euro, tương đương 1,5 tỷ đô la Mỹ, sẽ có trong tháng tới và 1 tỷ euro, tương đương 1,07 tỷ đô la Mỹ khác vào cuối năm 2024 để giúp Kiev cung cấp phòng không, đạn dược và hỗ trợ cho ngành công nghiệp Ukraine. Hôm 24 tháng 6, tờ Financial Times đưa tin rằng giải pháp pháp lý đã được các ngoại trưởng EU tại Luxembourg thảo luận vì Hungary trước đó đã bỏ phiếu trắng đối với thỏa thuận trước đó nhằm giành số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga. Động thái này cũng có thể giúp nhóm G7, gồm các nền kinh tế lớn nhất thế giới, huy động khoản vay trị giá 50 tỷ đô la Mỹ cho Kiev trước tháng 12 năm nay để trả hết số tiền thu được trong tương lai. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Hungary để yêu cầu bình luận, nhưng Budapest đã mô tả động thái này là sự vi phạm trắng trợn các quy tắc chung của châu Âu. Trong một bài đăng trên Facebook, Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato cho biết, nhóm pháp lý EU của chúng tôi đang xem xét khả năng tìm ra cách hợp pháp để tìm kiếm công lý cho Hungary. Hôm 25 tháng 6, các cuộc đàm phán gia nhập của Ukraine đã bắt đầu tại một hội nghị liên minh chính phủ ở Luxembourg, trong sự kiện mà Thủ tướng Ukraine Denis Mihal mô tả là một ngày lịch sử. Moldova cũng chính thức khởi động quá trình gia nhập khối. Cả Ukraine và Moldova đều đã nộp đơn xin gia nhập EU ngay sau cuộc chiến ở Ukraine nổ ra. Khu vực ly khai của Moldova, Transnistria, vẫn có quan hệ chặt chẽ với Moscow và một nhóm chính trị được Nga hậu thuẫn ở Chisinau được cho là đang cố gắng gây bất ổn quốc gia thuộc Liên Xô cũ khi nước này tìm kiếm tư cách thành viên EU. Nhà phân tích rủi ro của Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu có trụ sở tại Litva, Dionis Senusa cho biết, việc bắt đầu đàm phán cùng ngày với Ukraine và Moldova cho thấy cả hai nước vẫn ở trong mối quan hệ trọn gói vào thời điểm hiện tại. Ông nói với Newsweek rằng, điều này cho thấy EU không sẵn sàng chia rẽ hai nước vào thời điểm này. Ông Senusa cũng nói thêm rằng, vì Ukraine được hưởng lợi từ sự đối xử đặc biệt, chính phủ Moldova phải cư xử và thể hiện hiệu quả tốt trong việc thực hiện cải cách để không bị tách rời và bị bỏ lại phía sau, trừ khi họ vượt trội hơn Ukraine và có lý do khách quan để tiến lên. Ngày 25 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrey Belousov và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đã nói chuyện qua điện thoại lần đầu tiên sau hơn một năm. Lầu Năm Góc cho biết, hai bộ trưởng đã thảo luận về tầm quan trọng của các đường dây liên lạc mở. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Không quân Patrick Ryder nói với các phóng viên rằng ông Austin đã bắt đầu cuộc trò chuyện và đây là cuộc gọi đầu tiên giữa họ kể từ tháng 3 năm 2023. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Belousov đã cảnh báo người đồng cấp Lloyd Austin về sự nguy hiểm của việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài 28 tháng với Nga sẽ dẫn tới nguy cơ leo thang tình hình hơn nữa. Trong cuộc điện đàm, các bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường dây liên lạc giữa hai nước. Nga cho biết, trong cuộc nói chuyện, ông Austin đã nêu ra chủ đề về khả năng gửi quân Mỹ tới Ukraine, đồng thời lưu ý rằng Hoa Kỳ không có kế hoạch thực hiện điều này cả bây giờ và trong tương lai. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Patrick Ryder, Washington chưa thông qua quyết định về việc điều chuyển binh lính hoặc các nhà thầu quân sự sang Ukraine. Cuộc chiến Ukraine đã khiến mối quan hệ giữa Moscow và Washington rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Cuối tuần trước, Moscow cho biết Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công của Ukraine vào bán đảo Crimea bằng 5 tên lửa do Mỹ cung cấp. Hồi tháng 4 năm nay, nguồn cung cấp của Mỹ cho Ukraine được nối lại với sự chấp thuận của Quốc hội về gói viện trợ trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ. Mỹ cho biết họ ủng hộ yêu cầu của Ukraine về việc quân đội Nga rời khỏi Ukraine và khôi phục biên giới hậu Xô Viết của đất nước này. Lần cuối cùng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước liên lạc là ngày 15 tháng 3 năm 2023. Trong cuộc điện đàm đó, ông Austin nói với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, khi đó là ông Sergei Shoigu, về hành vi nguy hiểm của các phi công chiến đấu cơ Nga đã khiến UAV Mỹ rơi ở Biển Đen gần Ukraine. Mới đây, tờ CNN đã dẫn lời 4 quan chức Mỹ cho hay chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tiến tới dỡ bỏ lệnh cấm trên thực tế đối với việc các nhà thầu quân sự Mỹ triển khai tới Ukraine nhằm giúp quân đội nước này bảo trì và sửa chữa các hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp. Các quan chức cho biết họ vẫn đang làm việc để hoàn thiện chính sách này và hiện chưa nhận được sự thông qua cuối cùng từ Tổng thống Biden. Một quan chức cho biết, chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào và bất kỳ cuộc thảo luận nào về vấn đề này đều còn quá sớm. Tổng thống Biden vẫn hoàn toàn chắc chắn rằng sẽ không gửi quân đội Mỹ đến Ukraine. Sau khi được phê duyệt, chính sách này có thể sẽ được ban hành trong năm nay và từ đó cho phép Lầu Năm Góc cung cấp hợp đồng cho các công ty Mỹ tới làm việc bên trong Ukraine lần đầu tiên kể từ năm 2022. Các quan chức cho biết họ hy vọng việc này sẽ hỗ trợ quá trình bảo trì và sửa chữa các hệ thống vũ khí đang được quân đội Ukraine sử dụng. Suốt hơn 2 năm qua, Tổng thống Biden đã nhấn mạnh rằng tất cả người Mỹ, đặc biệt là quân đội Mỹ, phải tránh xa chiến tuyến Ukraine. Đây là quyết tâm của Nhà Trắng nhằm hạn chế nguy hiểm cho công dân, cũng như loại bỏ nhận thức rằng quân đội Mỹ đang tham chiến ở nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo rõ ràng để Mỹ không nên đến Ukraine kể từ năm 2022. Kết quả là, các thiết bị quân sự do Mỹ cung cấp bị hư hỏng nặng trong chiến đấu phải được vận chuyển ra khỏi Ukraine đến Ba Lan, Romania hoặc các nước NATO khác để sửa chữa, tốn nhiều thời gian. Quân đội Mỹ trên thực tế vẫn sẵn sàng hỗ trợ Ukraine trong việc bảo trì và hậu cần thường xuyên, nhưng chỉ từ xa thông qua trò chuyện video hoặc điện thoại. Các quan chức cho biết, chính quyền Mỹ đang bắt đầu xem xét lại một cách nghiêm túc những hạn chế đó trong vài tháng qua, khi Nga tiếp tục đạt được những thắng lợi trên chiến trường và nguồn tài trợ của Mỹ cho Ukraine bị đình trệ tại Quốc hội. Việc cho phép các nhà thầu Mỹ có kinh nghiệm được chính phủ Mỹ tài trợ duy trì sự hiện diện ở Ukraine sẽ giúp họ sửa chữa các thiết bị hư hỏng có giá trị cao nhanh hơn nhiều. Một hệ thống tiên tiến mà các quan chức cho rằng có thể sẽ cần được bảo trì thường xuyên là máy bay chiến đấu F-16 mà Ukraine dự kiến nhận vào cuối năm nay. Trong những tháng gần đây, Mỹ liên tục có những động thái giảm hạn chế đối với Ukraine. Vào cuối tháng 5 vừa qua, Tổng thống Biden đã mở đường cho Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong Nga gần Kharkov bằng vũ khí của Mỹ. Tuần trước, chính sách đó được mở rộng một lần nữa khi Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan cho biết Ukraine có thể phản công bất cứ nơi nào dọc biên giới Ukraine-Nga bằng vũ khí của Mỹ. Các quan chức thạo tin về việc triển khai nhà thầu tới Ukraine nhấn mạnh rằng thay đổi chính sách sẽ không dẫn đến sự kiện diện quá lớn của các nhà thầu Mỹ như trường hợp Iraq và Afghanistan. Thay vào đó, ước tính sẽ chỉ có từ vài chục tới vài trăm nhà thầu làm việc tại Ukraine cùng một lúc. Mới đây, Hải quân Ukraine đã tiết lộ hậu quả của cuộc tấn công vào trung tâm huấn luyện phòng không số 726 ở Rễ Ích, tỉnh Krasnodar Krai, bên trong lãnh thổ Nga ngày 24 tháng 6. Theo phía Ukraine, cuộc tấn công đã khiến một số huấn luyện viên, nhân viên kỹ thuật thiệt mạng và phá hủy 120 máy bay không người lái UAV của Nga tại căn cứ này. Tuyên bố của Hải quân Ukraine cho biết, cơ sở này của Nga tham gia vào việc đào tạo và chuẩn bị cho quân nhân sử dụng và vận hành nhiều loại UAV khác nhau. Trong khi đó, các nhà phân tích của kênh Telegram Acha thân Nga dẫn nguồn tin của họ cho biết 9 quân nhân Nga đã bị thương trong cuộc tấn công. Ngoài ra, theo Ukraine, cuộc tấn công còn phá hủy 20 UAV cảm tử Sahed-136, 50 UAV tấn công Lancet, 40 UAV trinh sát Zala, 10 UAV trinh sát Supercam. Trước đó, lực lượng hải quân của lực lượng vũ trang Ukraine phối hợp với cơ quan an ninh Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào các cơ sở quân khu huấn luyện quân sự của Trung tâm huấn luyện phòng không số 726 của Nga ở Rễ Ích. Căn cứ quân sự này cũng là địa điểm phóng liên tục các UAV Sahed để tấn công Ukraine. Hình ảnh vệ tinh do nhà phân tích Brandy Afric của Osin công bố trước đó đã cho thấy một phần hậu quả của cuộc tấn công, bao gồm một tòa nhà bị phá hủy trên diện rộng, có thể do một vụ nổ mạnh gây ra hoặc cũng có thể bắt nguồn từ việc các UAV Sahed trong căn cứ phát nổ. Ngoài ra, hai cấu trúc xây dựng khác cũng được ghi nhận là bị hư hại. Cho đến nay, Ukraine vẫn chưa công bố vũ khí họ đã sử dụng trong vụ tấn công. Trong những tháng gần đây, lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng UAV nhằm gây thiệt hại cho ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Đây được xem là lĩnh vực quan trọng để Nga duy trì các nỗ lực quân sự trong chiến dịch ở Ukraine. Hồi tháng trước, các cuộc tấn công vào kho dầu ở Krasnodar được cho là đã làm gián đoạn hoạt động tại hai cơ sở, nhà máy lọc dầu Slavyansk-on-Kuban và Tuapse. Ukraine đã tăng cường tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga hoặc các khu vực do Nga kiểm soát. Theo Guardian, một số cơ quan của Ukraine tuyên bố họ không có lựa chọn nào khác ngoài kế hoạch này do tiến độ trên chiến trường không đạt kỳ vọng. Đến nay, phương Tây tiếp tục chia rẽ về việc Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga và việc liệu các đồng minh có đưa quân đến hỗ trợ Ukraine hay không. Trong khi một số nước cho rằng Kiev có quyền tập kích vào lãnh thổ Nga để tự vệ, số khác cảnh báo hành động đó có thể khiến xung đột leo thang, vượt ra ngoài biên giới Ukraine.